Hôm nay chúng ta sẽ đến bài giảng cuối cùng về Môi-se ở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Có một điều đặc sắc là tuy bài giảng ở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký nhưng mà chúng ta không có nghe đọc Kinh Thánh ở trong quyển sách này. Và chúng ta sẽ chấm dứt một bài giảng về Xuất Ê-díp-tô Ký ngày hôm nay để bắt đầu tháng 9 này chúng ta sẽ đi vào Tin Lành của Đức Chúa Đức Giê-xu để chúng ta từ giờ đến cuối năm chuẩn bị mừng ngày lễ Chúa Giê-xu Giáng sinh cho nhân loại. Vì thế cho nên hôm nay chúng ta không có đọc trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký nhưng mà đọc những lời lẽ viết bởi một ngón bút của một triết giả Tân Ước, ông Phao-lô, để tìm hiểu ý Chúa ban cho toàn thể nhân loại chúng ta như thế nào qua kinh nghiệm của tuyển dân của Chúa lưu lạc ở trong đồng vắng và đời sống của những người trong Hội Thánh Chúa thời Chúa Giê-xu mới thành lập Hội Thánh của Ngài cho đến ngày nay. Và chúng ta thấy rằng ông Phao-lô dùng câu chuyện ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký để giúp người Cô-rinh-tô thấy rõ rằng từ xưa đến nay Đức Chúa Trời luôn luôn chăm sóc và khuyên nhủ dân sự của Chúa qua tất cả mọi thời gian. Và tuy dân sự của Chúa thường xuyên bị cám dỗ trước nhiều thử thách, Ngài vẫn luôn luôn mở đường để họ vượt được qua khỏi vòng cám dỗ, khỏi vòng tội lỗi. Đức Chúa Trời luôn luôn khuyên bảo dân Ngài. Kính mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng lên và hiệp cùng tôi cầu nguyện trước khi chúng ta đưa sau vào bài giảng. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúa, chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì chúng con biết rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài thương yêu chúng con từ khi Ngài mới dựng những người đàn ông, người đàn bà đầu tiên. Khi chúng con lầm lỗi và không nghe lời Ngài, tuy Chúa sửa phạt nhưng Chúa cũng rất thương yêu và dân sư của Chúa. Được Chúa hứa là nếu nghe theo lời của Ngài, Chúa sẽ ban đất hứa cho con và Chúa dẫn dân sư của Chúa ra khỏi vòng tội lỗi để tiến vào vùng đất mà Chúa ban cho họ làm sản nghiệp. Và qua đời sống của họ trong đồng vắng, họ cũng có những lúc bày tỏ sự không có tin kính, không quân lời, nhưng Chúa vẫn luôn thương yêu và khuyên bảo họ, dạy dỗ họ. Qua đến thời Chúa lập Hội Thánh của Ngài trong thời Tân Ước, dân sự của Chúa, các cơ đốc nhân cũng không theo lời Ngài, nhưng Chúa cũng luôn dạy dỗ, nhắc nhở, dạy dỗ mọi người. Và ngày nay, chúng con cũng luôn luôn được Chúa thương yêu và dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Xin Chúa ở với tất cả các anh chị em chúng con buổi sáng ngày hôm nay, khi chúng con đọc và tìm hiểu lời của Chúa ở trong Cuốn Tôn Nhất, và chúng con hiểu được ý muốn của Ngài như thế nào, biết hiểu được Chúa muốn chúng con đời có một đời sống ra sao để có thể làm sáng dân Chúa. Chúa soi sáng cho chúng con dân này, bao phủ chúng con dân này đây. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em ngồi xuống. Mình thấy trong các câu kinh thánh mà mình vừa mới đọc cho chúng ta hôm nay ở trong thư Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 10 câu 1 đến câu số 13 thì Phao-lô nhắc nhở về những kinh khiếp, những hậu quả về kinh khiếp và nặng nề của tội lỗi. Bất cứ những người nào nếu có một đời sống tội lỗi, cuối cùng họ sẽ gặp những hậu quả kinh khiếp và nặng nề. Phao-lô cho chúng ta hay rằng sẽ có nhiều tín đồ không giữ được trọn vẹn sự tin kính của mình cho đến ngày sau đó. Vì thế cho nên Phao-lô khuyên chúng ta phải cố gắng. Nhiều người có thể sẽ bị bất bại nếu mà chúng ta luôn luôn cố gắng nhớ lời của Ngài thì đời sống của chúng ta sẽ được gìn giữ trong vẹn cho đến phút cuối cùng và được đầy phước hạnh của Chúa ban cho. Phao-lô cũng nói lên rằng ông cố gắng gìn giữ lối sống của mình vì ông không muốn bị hụt mất phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho những người đạt đến đích cuối cùng khi mà Chúa trở lại.
Sở dĩ mà Phaolô phải luôn luôn tự xét mình như thế là tại vì ông thấy rằng đời sống của dân sự từ trong thời Cựu Ước là một thí dụ cụ thể điển hình cho sự hay sa ngã của loài người. Sứ đồ Chúa dùng bài học lịch sử ở trong sách Xuất để chúng tôi kể để nhắc nhở tất cả chúng ta nên học hỏi chuyện cũ để tìm hiểu chuyện mới. Có người nói một câu rất là hay như thế này là history repeats itself, lịch sử sẽ xoay vần trở lại. Mình nghiệm lại nhiều ngàn năm lịch sử, mình sẽ thấy rằng những chuyện cũ đã xảy ra sẽ xảy ra, đã xảy ra trở lại và sẽ xảy ra trở lại nữa trong tương lai. Mình thấy qua 13 câu đầu tiên của đoạn thứ 10 trong thứ cuối tôi nhất này, chúng muốn nhắc cho toàn thể chúng ta rằng là luôn luôn khuyên bảo dân chúng. Tôi thấy như thế này, Chúa luôn luôn ban cho tất cả mọi con dân Ngài rất nhiều những đặc ân về vừa thuộc linh lẫn thuộc thể. Mình nghiệm đời sống của mình sẽ thấy rằng Chúa luôn luôn ban cho chúng ta rất nhiều những ơn phước. Câu 1 đến câu 4 nói rằng ngày xưa những người Israel theo Môi-se vào đồng vắng cũng được Chúa ban đầy ơn phước cho họ. Môi-se kể rằng Chúa che chở họ bằng chú mây, Chúa soi đường cho họ bằng chú lửa. Khi mà họ thiếu thức ăn, Chúa ban cho họ bánh thiêng liêng mana, Chúa ban cho họ thịt chim cút. Khi mà họ khát, Chúa ban cho họ nước từ hòn đá. Mà ở đây Phaolô nói rằng đá Giêsu đi ra. Điều này chứng tỏ rằng tất cả những người lưu lạc ở trong đồng vắng suốt 40 năm đều đã được Chúa cứu linh hồn. Mặc dù rằng là thể xác của họ, của rất là nhiều người, hầu hết tất cả mọi người đều đã phải chết ở trong đồng vắng, không vào được đất hứa. Nhưng mà linh hồn của họ đã được Chúa cứu, là tại vì họ đã được gọi là con dân của Đức Chúa Trời. Linh hồn của họ sẽ được Chúa rước về, mặc dù là thể xác của họ phải chôn vùi ở nơi đồng vắng, vì họ không chạy được đến đích cuối cùng, cho nên họ không nhận được phần thưởng phút cuối cùng cho những người bền lòng bền chí. Nhưng mà linh hồn của họ cũng vẫn được bảo đảm, họ không mất quyền làm con dân của Đức Chúa Trời. Và Phaolô còn nói rõ thêm là tất cả đều được uống nước thuộc linh từ tảng đá Giêsu Christ mà ra. Đây là tảng đá cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc toàn thể nhân loại từ thời Cựu Ước cho đến ngày nay, cho đến thời Chúa Giêsu trở lại. Mình thấy là trong nguyên bản đến khi là bốn câu đầu tiên này có tất cả năm chữ tất cả trong đó để nhấn mạnh rằng tất cả mọi người từ xưa cho đến nay và vào tương lai đều nhận được phước hạnh ân huệ của Chúa. Mình đọc ở trong bản dịch Phan Khôi thì Phan Khôi muốn dùng văn chương một cách văn vẻ, cho nên tránh lặp đi lặp lại nhiều chữ tất cả, cho nên mình không có thấy rõ được ý nghĩa của kinh thánh muốn nhấn mạnh điểm đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa những bản dịch tiếng Việt về sau này đều duy trì năm chữ tất cả đó. Nhưng chúng ta đọc những bản dịch mới, chúng ta sẽ thấy có tất cả những chữ đó, các chữ tất cả đó nói lên một điều là tất cả mọi người giống như là người Israel thời Cựu Ước, giống như là người Corinto thời Tân Ước, hay là giống như là chúng ta ngày nay đều đã nhận được những đặc ơn thiêng liêng. Nếu mà ngày xưa người Israel đi dưới chú mây thì ngày nay chúng ta đi trong vòng cánh tay yêu thương của Đức Thánh Linh. Nếu mà giống như ngày xưa người ta vượt biển đỏ thì ngày nay chúng ta cũng vượt được sự chết mà đến với sự sống, giống như là trong Giăng đoạn 5 câu 24 nói tới. Giống như là ngày xưa người Israel kêu Môi-se làm phép báp têm thì người Cô-rinh-tô và chúng ta ngày nay cũng được nhận phép báp têm trong danh ba ngôi của Đức Chúa Trời. Ngày xưa trong khi những người Israel được ăn bánh và uống nước thuộc linh thì người Cô-rinh-tô và chúng ta ngày nay
cũng được uống chén và ánh bánh trong tiệc thánh mà Đức Chúa Giêsu ban cho trong đêm ngày đi rồi. Phaolô nhắc nhở người Corinto rằng tất cả bất cứ những phước hạnh nào, những ân điển nào người Israel nhận được ngày xưa thì Đức Chúa Trời ngày nay cũng sẽ ban cho tất cả mọi người con dân Chúa, mọi cơ đốc nhân. Nếu mà điều này chứng tỏ rằng người Corinto ngày xưa thời Tân Ước nhận được những phước hạnh của Chúa và chúng ta nhận được những phước hạnh của Chúa ngày nay, thì mình biết được rằng những người về sau này, đời sau trong tương lai cũng sẽ nhận được phước hạnh của Chúa ban cho đến khi Chúa Giêsu trở lại. Vì Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và đó là bằng chứng của sự thành tín của Chúa, sự thành tín lớn lao của Đức Chúa Trời. Những gì người Israel được ban cho là những gì những người theo Chúa thời Tân Ước được ban cho, và là những gì ngày nay chúng ta được ban cho, và sẽ là những gì người đời sau sẽ được ban cho. Chúng ta nên tin tưởng một cách truyền đề như vậy, một cách mạnh mẽ như vậy. Chúng ta nên nhìn xa như vậy để thấy sự thành tín lớn lao của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhiều người không nhìn xa được như vậy. Có một câu chuyện như thế này để diễn tả về tầm nhìn của mỗi một người ở bên Scotland. Nhiều năm trước, có một vị giám mục, và một buổi sáng vị giám mục này rả bộ đi từ nhà mình đi tới khu làng để thăm các giáo dân. Và ông đi ngang qua một con đường mà có nhiều người công nhân đang đéo đá đục đá. Ông giám mục dừng lại hỏi chuyện với lại ba người đang đục cái hòn đá ở gần con đường nhất. Và ông hỏi người thứ nhất là: thưa ông đang làm gì vậy? Và người đó trả lời rằng: ngài có nhìn thấy không? Tôi đang đập cái hòn đá này cho nó vỡ ra. Vị giám mục gật gù như nhận thấy câu trả lời của người đó rõ ràng và chính xác. Giám mục quay qua người thứ hai và hỏi rằng: còn thưa ông đang làm gì vậy? Người thứ hai trả lời rằng: tôi đang làm việc để cuối tuần này tôi nhận được 100 bảng Anh để về nuôi gia đình. Vị giám mục ồ lên một tiếng rồi quay qua người thứ ba: còn thưa ông, thế thì ông đang làm gì vậy? Một người đó trả lời như thế này: kính thưa ngài giám mục, ngài có thấy tôi đang xây cất ngôi đền thờ nguy nga cho ngài hay là không? Mình thấy rằng cả ba người nhân công cùng làm một việc giống nhau, cùng ở một chỗ với nhau, cùng một thời điểm với nhau, và cùng được hỏi một câu hỏi giống nhau, nhưng mà ba người trả lời ba cách khác nhau, tại vì ba tầm nhìn của họ khác nhau. Có người chỉ nhìn thấy những cái gì ngay trước mặt họ mà thôi, họ đang đập đá cho nên họ trả lời họ đang đập đá. Có người nhìn được nhiều hơn, thấy suốt một tuần làm việc cực nhọc và sẽ lấy được tiền để đem về mua thực phẩm cho gia đình. Còn người khác nhìn thấy nhiều năm sau này nữa, sau khi mà họ đổ công ra sẽ hoàn tất xây cất được cái thánh đường nguy nga mà vị giám mục này đang mong chờ. Hầu hết người Israel ngày xưa chỉ thấy được những gì trước mắt của họ. Chính vì thế cho nên hầu hết mọi người đã không nhận được phần thưởng cuối cùng. Sứ đồ Phaolô đã dùng câu chuyện đó để làm gương nhắc nhở những người Corinto thời Tân Ước và nhắc nhở chúng ta ngày nay về những lỗi lầm mà dân sự của Chúa thường hay mắc phải. Mình thấy ở trong phần đầu của câu số 6 đọc như thế này: mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta. Thế nên mình thấy tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước có một mục đích rõ ràng,
không những để kể lại những chuyện lịch sử đã có, nhưng mà còn ghi chép lại để làm gương cho chúng ta ngày nay đọc và tìm hiểu để học hỏi những ý nghĩa mà Chúa muốn cho họ. Tấm gương đó là đừng chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, đừng chỉ mong muốn được thỏa mãn những nguyện vọng trông thấy trước mắt mà quên đi những nguyện vọng chưa trông thấy sau này. Phao viết ở trong câu số 6 về nguyên nhân của những vấp phạm mà dân Chúa thường hay làm, đó là họ đã buông mình vào tình dục xấu. Rồi sau đó thì sứ đồ nêu ra bốn việc làm, bốn tội lỗi mà dân sự thời Corinto thường hay làm, dân Israel đã làm trong vòng 40 năm lưu lạc trong đồng vắng. Trước nhất mình thấy rằng Phao-lô ghi rằng họ thờ hình tượng. Sách Sách Chương Túc Ký đoạn 32 câu 6 ghi rằng Môi-se trong lúc ông lên núi Sinai 40 ngày để gặp Đức Chúa Trời để nhận những chỉ thị của Đức Chúa Trời cho dân sự, thì ở dưới đất mọi người làm sao không thấy Môi-se, cho nên không có kiên nhẫn, không có chờ đợi được, đến xin A-rôn làm cho họ một cái gì đó để họ thờ phượng. Và A-rôn yếu lòng và họ gom góp bằng vàng bạc, bông tai cà lá đem tới để đúc ra một con vò vàng để cho họ thờ phượng. Trong khi họ thờ con vò vàng thì họ vui vẻ, họ ăn uống, họ vui chơi. Và tương tự như vậy đến thời Corinto, người Corinto cũng ưa thích ăn uống của cũng thần tượng, giống như là mình đọc những câu kế tiếp, câu 14 đến câu 22 trong đoạn thứ 10 cũng sẽ thấy ghi nhận lại như vậy. Trong đó thứ nhất, người Corinto, người Israel đã mắc tội thờ hình tượng. Và thứ hai là họ dâm loạn với dân ngoại. Mình đọc ở trong sơ dân số ký đoạn thứ 25 từ câu 1 đến câu 9 thì sẽ thấy chép lại câu chuyện là dân sự Chúa dâm loạn cùng người Moab. Và chính vì thế cho nên họ thờ tà thần của dân Moab đó, cho nên đến nỗi gần 24.000 người bị giết chết để hủy diệt mầm mống tội lỗi trong dòng dõi Israel. Chúng ta nghe đọc ở trong Corinto thì nói rằng là 23.000 người bị diệt, dân số ký thì nói 24.000 người, con số nằm ở giữa khoảng đó. Thành ra các sách tuy nói hai con số khác nhau nhưng mà nói về hai con số thu gọn, hai con số tượng trưng mà thôi. Đó là tội thứ hai mà những người dân sự của Chúa thường hay làm. Và thứ ba là họ thử thách Đức Chúa Trời. Mình đọc ở trong dân số ký đoạn 21 mình thấy rằng Đức Chúa Trời luôn luôn cung cấp lương thực cho họ, cung cấp tất cả mọi ơn phước cho họ, nhưng họ luôn luôn tìm đủ mọi cách để mà thử thách Chúa. Họ chê bai của thức ăn mà Chúa ban cho họ là đạm bạc. Họ muốn trở về vòng nô lệ ở Egypto để họ được ăn những thức ăn ngon lành hơn, béo bổ hơn. Vì thế Chúa đã dùng con rắn lừa để đưa tư tưởng của họ hướng về với Ngài, và những ai nhìn vào con rắn lừa thì sẽ được chữa lành. Và cuối cùng thứ tư, chắc là mọi người đều quen thuộc với cái tội lỗi thứ tư này, đó là tội lầm bằng. Lầm bằng là gì? Nhiều cách để giải thích cái chữ lầm bằng là than thở, là than phiền, là chỉ trích, là nói qua nói lại, là đủ các thứ này. Mình thấy rằng là dân sự của Chúa đã lầm bầm, và mình đọc ở trong Xuất Ê Chương Tô Ký từ đoạn thứ 15 cho đến hết đoạn, và mình đọc dân số ký từ đầu cho đến đoạn thứ 17, chỗ nào cũng thấy dân sự của Chúa lầm bầm về Đức Chúa Trời, về những người Đức Chúa Trời sai điều để hầu việc Ngài. Và chính vì sự lầm bầm của dân sự đó mà họ đã bị đoán phạt không được vào đất hứa. Thưa quý ông bà anh chị em, cả bốn tội lỗi mà những người Israel thời xưa đã vấp phạm đó và những người Corinto đã vấp phạm đó, ngày nay chúng ta cũng vấp phạm. Mình rất tương tự. Mà mình thấy như thế này,
là trong bốn tội lỗi mà tôi kể ra đó, lầm bầm có vẻ giống như là tôi nhẹ nhàng hơn hết, phải không? Tại vì trong 10 điều răn thì không có nói rằng là các ngươi chớ có lầm bầm. Họ không có thờ Đức Chúa Trời trong điều răn có, cho nên tôi rất nặng hơn, lầm bầm thế có vẻ nhẹ nhàng. Nhiều khi mình cũng lầm bầm, không sao hết, phải không? Thấy nó là bình thường, phải không? Có lẽ cho nên vì lý do đó mà người ta từ đời này đến đời kia đến đời sau luôn luôn lầm bầm với Chúa. Ngày nay ít người lầm bầm trực tiếp với Đức Chúa Trời giống như là dân Israel lầm bầm với Chúa trong đồng vắng. Nhưng mà không, có nghĩa là họ không lầm bầm. Họ lầm bầm với những người Đức Chúa Trời kêu gọi ra để mà hầu việc Ngài. Họ lầm bầm với những người Đức Chúa Trời đặt ra để hướng dẫn, lãnh đạo những cơ cấu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra. Ví dụ như là trong gia đình, có chồng, có vợ. Đức Chúa Trời đặt những người nào làm chủ gia đình. Trong gia đình có cha, mẹ, ông bà, con cái. Đức Chúa Trời đặt những người nào đứng ra để mà quản trị gia đình. Những người ở dưới lầm bầm những người ở trên. Chúng ta đi làm việc, chúng ta thấy những người chủ của chúng ta làm những gì không đúng, chúng ta lầm bầm. Chúng ta nhìn thấy những nhà người cầm quyền trong quốc gia của chúng ta, tiểu bang của chúng ta làm những điều không phải, chúng ta lầm bầm. Chúng ta chỉ trích, chúng ta chê bai. Mình có nhớ rằng cha mẹ được dựng nên theo ý của Đức Chúa Trời, chồng vợ được dựng nên theo ý của Đức Chúa Trời, và cả chính phủ ở trong quốc gia cũng được dựng nên theo ý của Đức Chúa Trời để cho đời sống của mọi người trong xã hội có thứ tự. Những người được đặt ra theo quyền của Chúa, họ làm việc, có khi họ làm đúng, có khi họ làm sai, nhưng mà tất cả những điều đó đều theo ý muốn của Chúa. Và nếu mà chúng ta lầm bầm ngược lại với họ, tức là chúng ta lầm bầm ngược lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin quý ông bà dân ghi nhớ rằng cách hành xử của Đức Chúa Trời đối với những việc làm đó, từ trong thời Cựu Ước cho đến thời Cô-rinh-tô cho đến chúng ta ngày nay và sau này, đều sẽ giống nhau. Tại vì Đức Chúa Trời là thành viên. Ngày hành xử những người ngày xưa như thế nào, thì ngày nay nếu mà chúng ta vấp phạm những tội lỗi như vậy, Chúa cũng sẽ hành xử như thế. Có một điều tạ ơn Chúa là chúng ta luôn luôn được Chúa nhắc nhở, khuyên nhủ. Và chúng ta cũng có lẽ cũng cần phải được nhắc nhở thường xuyên. Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời hàng sống của Ngài trong Kinh Thánh. Chúa nhắc nhở chúng ta qua những lời khuyên nhủ của các anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta được nhắc nhở qua lời giảng dạy của tôi tớ của Chúa, để chúng ta được nhắc nhở, được thúc giục, được khuyên bảo, để tất cả mọi người nương dắt lẫn nhau đi trên con đường hồng Việt Nam. Và một ngày nào đó tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau gặp Chúa. Phaolô nhắc nhở trong câu số 11 rằng những sự ấy có nghĩa là hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng của cuộc đời. Mình tạ ơn Chúa vì Ngài có sắp đặt để tất cả chúng ta đều làm được như vậy. Chúa cho chúng ta có cơ hội để tránh né được những tội lỗi của thế gian, những cám dỗ của cuộc đời, hầu chúng ta có thể nhận được phần thưởng cuối cùng khi mà Chúa trở lại. Ở trong Khải Huyền đoạn thứ 22 câu 12 tóm tắt điều đó như thế này: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúng ta, những người Cô-rinh-tô, những người Israel đã bỏ thay trong đồng vắng cũng sẽ được Chúa ban phần thưởng cho tùy theo công việc mỗi người làm. Cho nên để nhận được đầy đủ phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta, chúng ta cần phải tránh khỏi tất cả những cám dỗ, những thử thách của cuộc sống. Tại vì khi mà chúng ta vấp phạm, thì phần thưởng của chúng ta sẽ bị hao hụt đi. Chúng phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta sẽ bị bớt đi vì những tội lỗi của chúng ta. Không những thế, đời sống của chúng ta hiện tại cũng bị ảnh hưởng, cũng không có được đầy phước hạnh, đầy hơn phước nữa. Và Chúa muốn làm như thế
để cho chúng ta luôn luôn phải nhờ cái Chúa mà không quá tự tin nơi mình. Câu số 12 trong đoạn Kinh Thánh nói rằng: vậy thì ai tự mình đứng hay giữ cho nhà? Tại vì nhiều người quá tự tin vào mình mà họ bị ngã lúc nào họ không biết. Tôi có một cái câu chuyện như thế này muốn kể cho quý ông và anh chị em cùng nghe. Ở trên miền Bắc của nước Mỹ đó, thì vào mùa đông, đông đá hết, sông cũng bị đông đá đóng cục hết. Nhưng mà đến mùa xuân thì nước đá bắt đầu tan và trên những dòng sông, những tảng đá, những khối đá bắt đầu trôi xuống hạ dòng. Và một buổi sáng sớm đó có một con chim ó bay lượn ở trên dòng sông tìm mồi để ăn sáng. Và anh ta nhìn xuống thấy trên một cái khối đá đang trôi ở giữa sông có một cái con thú nhỏ chạy qua chạy lại. Đây, breakfast, that's my breakfast. Và anh xả xuống, đá xuống đậu trên hòn đá đó và làm việc cái con thú đó rồi ăn. Anh nhìn qua nhìn lại thì thấy rằng là tảng đá bắt đầu trôi xuống hạ dòng và sắp sửa rơi xuống một cái vực, cái thác rất là cao. Và anh lẽ ra thì phải bay lên để mà sợ rằng là nếu mà hòn đá nó rơi xuống mình rơi theo chân. Nhưng mà anh tin vào sức mạnh của đôi cánh của con chim ó, cho nên anh cứ việc thong thả đứng đó và tự tốn dùng cái bữa ăn sáng của mình một cách nhẹ nhàng. Khi hòn đá tới bờ của vực thẳm và rơi xuống, thì trong lúc mà hòn đá đang rơi xuống đó, anh vỗ cánh để bay lên. Nhưng mà anh vỗ hoài, anh cũng không bay được. Lý do vì sao? Con chim đứng ở trên hòn đá đó lâu và chân còn nó nóng, bị đá ngay chỗ đó hở ra và chân luôn xuống, rồi thì gió thổi đá bên trên khô lại, làm cho hai cái chân của con chim dính chặt vào trong cái hòn đá đó. Và khi mà anh bay lên, anh cố gắng anh quạt cánh để anh bay lên, không, anh không có đủ sức mạnh để mà kéo vừa con chim vừa cái hòn đá lớn mạnh nữa, lớn nặng nề bay lên trời. Cho nên anh và hòn đá chứ chung một số phận tan nát ở dưới một tầng. Đó là hậu quả của những người đầy lòng kiêu ngạo. Đó là cám dỗ của sự tự tin. Nhưng mà chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài không để cho con dân của Chúa phải sống như vậy. Chúa để lại cho chúng ta, Phaolô ghi lại cho chúng ta một lời hết sức là đầy quyền năng ở trong câu số 13. Nhưng sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự thành tín của Ngài là như vậy. Tôi đọc ở trong câu này mà tôi thấy được ba điểm về sự cám dỗ. Thứ nhất là sự cám dỗ xảy ra cho tất cả mọi người, cho quý vị và cho cá nhân tôi, và ngay cả cho Chúa Giê-xu nữa. Cám dỗ đến thế gian từ thuở khai thiên lập địa, Adam và Eva ban đầu đã bị cám dỗ rồi, và sự cám dỗ đó sẽ lập đi lập lại cho đến muôn đời. Mặc dù rằng là Satan, ma quỷ có dùng kiểu này cách khác, thay hình đổi dạng để mà cám dỗ loài người chúng ta, nhưng mà sự cám dỗ đó cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận ra được không ai có thể tự bào chữa cho mình rằng cái chiêu cám dỗ của ma quỷ này là cái chiêu quá mới mẻ, tôi chưa từng thấy bao giờ, cho nên tôi không có khả năng tránh nó, cho nên tôi vấp phải. Tất cả sự cám dỗ đều đã xảy ra, và nếu mà chúng ta thường xuyên đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy được. Điều thứ hai là Đức Chúa Trời quản trị khuôn khổ của sự cám dỗ. Mỗi một người trong chúng ta đều có một mức đề kháng khác nhau. Có người có sức đề kháng mạnh mẽ, có người có sức đề kháng yếu đuối, và Đức Chúa Trời không bao giờ cho sự cám dỗ đó hay là cho sự thử thách đó quá với lại sức chịu đựng của mỗi một người trong vòng chúng ta, trong vòng con dân của Ngài. Ở bên Ấn Độ có bà Mother Teresa, ai chắc cũng đều biết bà là người tận tâm và hầu việc Chúa suốt cuộc đời của mình.
Và có một lúc những thử thách đến đời sống của bà rất dồn dập quá nhiều. Và bà than thở một câu như thế này: là tôi biết Chúa không bao giờ thử thách ai quá sức. Không, Chúa không có thử thách tôi quá sức, tôi chịu đựng. Tôi chỉ mong ước là Ngài đừng quá tin tưởng vào đức tin của tôi đến độ như vậy. Và thứ ba, Chúa sẽ mở đàn để tất cả chúng ta qua khỏi được mọi cám dỗ. Hãy tìm kiếm con đường mà Chúa mở ra đó cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta không tìm kiếm con đường đó, chúng ta sẽ không có đi theo được con đường mà Chúa vạch ra. Đừng cố gắng chống trả. Hãy nương tựa đến sự khôn ngoan thiên thượng để tìm ra được lối thoát mà Chúa đã mở ra đó, hơn là cậy vào sức của mình để mà cố gắng làm việc. Đức Chúa Trời là thành tín. Cái đấng nói như vậy, Ngài muốn chúng ta được bền vững trước tất cả mọi thử thách, mọi cám dỗ. Cho nên Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Hãy nương cậy nơi Chúa. Hãy nương cậy nơi quyền năng của Ngài. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 khuyên tất cả chúng ta rằng: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời về sự thành tín của Chúa, về sự che chở của Chúa cho riêng cá nhân tôi, cho gia đình chúng tôi, cho chức vụ của chúng tôi và cho hội thánh Chúa ở đây. Tất cả chúng ta đều thấy rằng Chúa luôn luôn gìn giữ hội thánh của Chúa qua tất cả mọi thử thách, mọi khó khăn. Và mình thấy như thế này, chính Chúa xây dựng hội thánh của Ngài, phải không? Không phải một người nào trong chúng ta ở đây xây dựng hội thánh của Chúa đâu. Mọi thử thách, mọi cám dỗ mà ma quỷ đưa đến cho hội thánh, Chúa sẽ đều cho qua khỏi cả. Tôi muốn nhắc nhở tất cả chúng ta là hãy nương tựa nơi quyền năng của Chúa. Xin đừng có ai nương tựa nơi quyền năng của một cá nhân nào, kể cả chính tôi. Khi chúng ta không trông cậy nơi khả năng cá nhân, Chúa sẽ dứt dây hội thánh của Chúa lên và Ngài sẽ dùng tất cả chúng ta vào chương trình vĩ đại của Chúa. Đó là làm chứng về Ngài cho những người chưa tin sống chung quanh vào khu nhà thờ này. Khi chúng ta sống bằng quyền năng của Chúa thì sự vinh hiển của Chúa sẽ soi sáng ra và người ngoại sẽ nhìn thấy mà đầu phục Chúa. Nhưng mà chúng ta sợ sệt thì sự vinh hiển của Chúa không biểu lộ ra được và người ta sẽ không có đầu phục này. Cho nên nói tới đầu phục Chúa, tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi của Chúa Giê-xu cho tất cả những ai chưa tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa. Quý vị cũng sẽ gặp những thử thách của cuộc sống. Quý vị cũng sẽ gặp những cám dỗ của cuộc đời. Quý vị có thể tự mình cảm đoán được. Nhưng mà kết quả sẽ không có hoàn toàn thành công, không có trọn vẹn. Nhưng mà nếu quý vị biết nương cậy nơi quyền năng siêu nhiên của đấng tạo hóa thì quý vị sẽ thành công nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết là quý vị sẽ thành công trong lúc cuối cùng, trong thời đại cuối cùng. Kết quả sau cùng mới quan trọng. Tất cả những thành công, thất bại, dọc đường không có đáng kể vì nó không có tồn tại. Nhưng mà kết quả sau cùng sẽ tồn tại. Tôi muốn mời gọi quý vị chưa có Chúa làm chủ cầu nguyện với Chúa giờ này: xin Chúa tiếp nhận mình làm con cái của Ngài, xin Chúa hướng dẫn đời sống của mình trên con đường đời và xin Chúa ban ơn cho mình, xin Chúa cho chúng ta, cá nhân mình, gia đình mình có năng lực để vượt qua mọi sóng gió, mọi thử thách của cuộc đời. Có quý vị nào trong phòng nhóm ngày hôm nay hoặc là nghe lời giảng ở trong internet mà chưa có Chúa làm chủ, xin hưởng ứng lời kêu gọi giờ này đi. Có ai ở đây muốn tiếp nhận Chúa giờ này không? Mình xin Đức Chúa Trời thành tín hôm qua, ngày nay và cho đến giờ không hề thay đổi.
cùng với lại tất cả anh chị em chúng ta.